Nghe
Tư ra Trường Sa, xây dựng biển đảo cho quê hương mình. Ra nơi này em sẽ thấy quý yêu ngài, bởi vì mỗi địa danh có nhiều miền đất nước chung quanh, mang đến những trang bị cần thiết cho các anh nơi đầu sông gác cành, không chỉ chúng ta.